Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Myanmar, 19 giờ 30 ngày 15 tháng 5, chờ huy chương vàng thứ 8. Với khát vọng mạnh mẽ, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ đánh bại đối thủ ở cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar qua đó mang về cho bóng đá nước nhà tấm huy chương vàng thứ 8 ở SEA Games. Trong hành trình đi đến trận chung kết, đội tuyển nữ Myanmar đã thực sự gây ấn tượng mạnh. Bằng lối chơi hợp lý, đoàn quân của ông Uki đã quật ngã Philippines, qua đó góp phần sớm đẩy ứng cử viên nặng ký nhất cho huy chương vàng rời cuộc chơi. Chưa dừng lại ở đó, giới chuyên môn đều nhận định Myanmar sẽ dừng bước ở bán kết trước Thái Lan. Chỉ sau 20 phút, dự đoán ấy đã manh nha thành hiện thực khi Myanmar để đối thủ dễ dàng dẫn đến hai bàn. Nhưng ở thế dựa lưng tường, đội bóng chưa một lần giành huy chương vàng SEA Games này đã thi đấu quật khởi. Nền tảng thể lực sung mãn, những pha phối hợp ăn ý, những cú kết thúc sắc lạnh đã đưa Myanmar từ cõi chết để tiến vào chung kết với chiến thắng xứng đáng và thuyết phục 4-2. Đây là màn trình diễn hay nhất của Myanmar cho đến thời điểm này, cũng như trong tất cả các trận đấu của môn bóng đá nữ. Sự quật khởi của Myanmar trên đường tiến vào chung kết là thông điệp mạnh mẽ đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Đành rằng chúng ta từng thắng họ cách biệt 3-1 ở vòng bảng, nhưng bóng đá không phải là phép cộng để có thể khẳng định chiến thắng sẽ lại đến dễ dàng với đoàn quân của ông Mai Đức Trung trong lần tái ngộ này. Bài học đắt giá ở AFF Cup 2022 vẫn còn nóng hổi với đội tuyển nữ Việt Nam. Thắng giòn dã 3-0 ở vòng bảng, nhưng gặp lại ở trận tranh hạng ba, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã nhận thất bại 3-4 dẫn đến cảnh trắng tay đáng tiếc. Để có chiến thắng, đội tuyển nữ Việt Nam phải khắc phục được sai sót ở hàng thủ không có sự phục vụ của trung vệ Trương Thị Kiều, khoảng trống ở hàng thủ của đội nhà là khá lớn. Các bàn thua vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam đều đến từ sự yếu thế của hệ thống phòng ngự. Bàn thua duy nhất của các học trò ông Mai Đức Chung trước Myanmar xuất phát từ lỗi của các cầu thủ phòng ngự ở đội tuyển nữ Việt Nam. Thông tin lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế nhất định về lực lượng trong cuộc đọ sức với Myanmar. Nhờ gặp Campuchia dưới cơ ở bán kết nên huấn luyện viên mai đức trung đã tạo cơ hội cho hàng loạt trụ cột như kim thanh huỳnh như bích thùy tuyết dung nghỉ ngơi và không phải hao tổn sức lực trong khi đó các trụ cột của myanmar phải gồng mình để chiến đấu với thái lan tuy vậy đó chưa hẳn là một lợi thế khi điểm mạnh lớn nhất của đối thủ chính là nền tảng thể lực sung mãn họ vẫn chơi tấn công lấn lướt trước thái lan dù đã trải qua một vòng bảng căng thẳng đội hình dự kiến bên phía hai đội bên phía đội tuyển nữ việt nam dự kiến ra sân có kim thanh trần thị thu hoàng thị loan Thúy Nga, Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thu Thảo, Huỳnh Như. Bên phía đội tuyển nữ Myanmar có Mia Mia Nien, Mia Mia Sue, Du Da Phiu Phiu Win, Tet Tet Wai, Win Thanh Tun, San Tho Tho, Momo Tun, Malatun, Julie Kio và Thet Mon Min. Xét về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Nếu không để lộ những sai sót ở tuyến dưới, và hàng công chơi bùng nổ như vừa qua thì chiến thắng sẽ đến với đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung trong trận tranh huy chương vàng SEA Games 32. Một ngày trước chung kết môn bóng đá nữ, chúng ta hãy coi như chưa từng thắng Myanmar. Sẽ rất nguy hại nếu đem tư tưởng đội tuyển nữ Việt Nam từng hạ đo ván đội tuyển nữ Myanmar ở vòng bảng để làm khí thế sung trận khi hai đội tái ngộ nhau trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 2023. Nói như lời huấn luyện viên Mai Đức Trung, hãy quên đi trận đấu ấy và coi như chưa từng thắng để bước vào trận tranh huy chương vàng với tâm thế điểm tích nhất. Khát vọng lần thứ 8 giành huy chương vàng SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách một trận đấu. Ít nhiều phải thừa nhận, đoàn quân của ông Mai Đức Trung sẽ có những lợi thế nhất định. Rất có thể, sân vận động Olympic của Campuchia sẽ trở thành sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam khi hứa hẹn rất đông cổ động viên Việt Nam đến để tiếp sức. Một thuận lợi nữa là các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam có thời gian phục hồi dài hơn. Nói thế là bởi, trước một Campuchia dưới cơ ở bán kết, Huấn luyện viên Mai Đức Trung chỉ giữ lại 3 cầu thủ ở đội hình chính để dưỡng sức cho các trụ cột chơi trận chung kết. Nhưng thuận lợi ấy không phải là ưu thế tuyệt đối của đội tuyển nữ Việt Nam để có thể nghĩ đến một chiến thắng dễ trước đội tuyển nữ Myanmar. Rơi vào bảng đấu có đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines với dàn cầu thủ người Mỹ to cao trong đội hình. Đội tuyển nữ Myanmar được đánh giá khó sống sót qua vòng bảng. Ấy vậy mà họ đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi quật ngã Philippines đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam thua ở vòng bảng mà sau đó kiên cường chiến đấu để có cuộc lội ngược dòng khó tin trước đội tuyển nữ Thái Lan để cầm vé vào chung kết. Đây là lần thứ tư đội bóng này góp mặt trong trận tranh huy chương vàng. Trước đó Myanmar 3 lần vào chung kết nhưng đều phải hài lòng với cú hát trích bạc. Đội tuyển nữ Myanmar chưa một lần đến với tấm huy chương vàng SEA Games, trong đó có hai thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết. Mới nhất ở vòng bảng SEA Games 2023, Myanmar cũng bại trận trước đoàn quân của ông Mai Đức Trung với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, những con số thống kê ấy chỉ để tham khảo, không nên lấy đó làm thước đo cho chiến thắng ở cuộc tái đấu cuối cùng tại SEA Games 2023. Thực tế huấn luyện viên lão luyện Mai Đức Trung cũng đã gửi thông điệp ấy đến các học trò. Thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam phát biểu: "Chúng tôi không chủ quan, vòng bảng khác với trận chung kết. Hãy quên trận đấu ấy đi, tập trung cho trận chung kết. Tôi muốn tập trung cho từng trận." Bóng đá không phải phép suy luận khi đã thắng và sẽ lại thắng khi tái ngộ nếu không có sự chuẩn bị thấu đáo. Kinh nghiệm đầy mồ hôi và nước mắt ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 vẫn còn là bài học lớn với đội tuyển nữ Việt Nam. Thắng 3-0 ở vòng đấu bảng, nhưng khi gặp lại Myanmar trong trận tranh hạng bà, đoàn quân của ông Mai Đức Trung đã phải nhận thất bại với tỷ số 3-4, qua đó rời giải với hai bàn tay trắng vì thế từng thắng ở vòng bảng nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển nữ việt nam sẽ lại dễ dàng thắng đội tuyển nữ myanmar khi hai đội giáp mặt nhau ở chung kết đối thủ chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sau khi đã có bài học kinh nghiệm ở vòng bảng chiến thắng chỉ lại đến nếu đội tuyển nữ việt nam nhập cuộc với tinh thần và thái độ nghiêm túc nhất không chủ quan không xem thường đối thủ huỳnh như và đồng đội hãy quên những chiến thắng vừa qua và coi như đây là lần đầu tiên đối đầu myanmar để có thái độ sung trận điềm tĩnh và lạnh lùng nhất U22 Việt Nam tự bắn vào chân mình ở thời khắc quyết định, lỗi do ai? Huấn luyện viên chưa giờ biện minh cho thất bại của U22 Việt Nam bằng những bàn thua không đáng có lẫn sai lầm cá nhân, nhưng đến 3 lần chỉ trong một trận đấu, liệu có là quá nhiều? Không khó để nhận ra chiến thắng của U22 Indonesia là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí nó còn là bài học lớn để các cầu thủ trẻ Việt Nam lẫn huấn luyện viên chưa giờ rút ra bài học lớn cho mình. Dù theo nhà cầm quân người Pháp Ông cùng các học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đòn đánh lạ từ những pha ném biên cực mạnh. song rốt cuộc vẫn bị đánh bại đến hai lần bởi những pha tổ chức tấn công này. Cả ba bàn thắng của U22 Indonesia đều cực kỳ xứng đáng khi ghi đậm dấu ấn chiến thuật, chiến lược của cả huấn luyện viên lẫn các cầu thủ trẻ. Bàn thắng quyết định ở phút 96 của họ đến từ toan tính cực kỳ cao tay khi tận dụng quá tốt sự sốc nổi, thiếu quyết đoán, say đòn của U22 Việt Nam lẫn huấn luyện viên chưa dừng để tung ra đòn chí mạng giải quyết dứt điểm đối thủ ở thời điểm quyết định sau khi phải chơi hơn 30 phút trong tình trạng thiếu người. Còn U22 Việt Nam, trong hai bàn thắng của mình, ngoài bàn đá phản lưới nhà của đối phương, bàn gỡ hòa một đều mà Văn Tùng ghi được đến từ pha kết thúc mà rõ ràng sự may mắn là chủ đạo. Ở trận đấu này, các chân sút trẻ Việt Nam không chỉ tỏ ra cực kỳ kém cỏi mà còn in đậm dấu ấn của tâm lý nóng vội Minh chứng rõ nhất là phần kết thúc đầy thất vọng của Văn Trường ở phút 95. Ở thời điểm quyết định này, pha trả bóng về của đồng đội là cực kỳ chính xác. Song ở tư thế chống trải, thay vì giữ bóng lại để xử lý, thì tiền đạo được huấn luyện viên chưa Dơ tung vào sân ở phút 64 này lại quyết định kết thúc một trạng, đưa bóng lên trời, ném đi cơ hội quý giá. Đấy hoàn toàn không phải là tình huống cá biệt, mà là dấu ấn xuyên suốt giải đấu SEA Games lần này của các học trò huấn luyện viên Chua giờ Dễ dàng nhận ra sự thất thường của U22 Việt Nam khi có trận đấu đầy thất vọng trước U22 Lào, những phút bị U22 Thái Lan áp đảo nhưng cũng có những thời khắc bùng cháy dữ dội khiến người hâm mộ nức lòng. Lý do là gì? Khác với huấn luyện viên Park Hang-seo luôn cực kỳ kỹ lưỡng trong chuyên môn, luôn gò ép các học trò của mình vào lối chơi và chiến thuật đầy khuôn khổ, đồng thời kiểm soát rất tốt tâm lý của các cầu thủ thì nhà cầm quân người Pháp dường như bỏ lỏng cho các cầu thủ tự đưa ra quyền quyết định trên sân mà bỏ bẵng sự điều chỉnh đến từ băng ghế huấn luyện. Sau trận thắng chật vật trước U22 Lào, huấn luyện viên này phát biểu: Trận này chúng tôi có bàn sớm ở một khía cạnh nào đó tôi không biết đó là lợi thế hay bất lợi. Các cầu thủ bối rối không biết nên tiếp tục lối chơi hay bảo vệ thành quả. Vậy vai trò của ông chưa giơ là ở đâu trong thế trận đầy thất vọng của các hào trò? Sau thất bại thảm hại ở Doha Cup, không ít chuyên gia nhận định rằng. U22 Việt Nam thu về được không ít kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Đây mới là điều quan trọng để chuẩn bị cho SEA Games khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như U22 Indonesia hay U22 Thái Lan ở bán kết và chung kết. Song rốt cuộc ngay lần đầu vấp núi, U22 Việt Nam đã thua trắng chiếu. Sau trận thua trước U22 Indonesia, không ít chuyên gia cho rằng nếu U22 Việt Nam biết cách chơi chặt chẽ, kiềm chế ở cuối trận giữ tỷ số chờ giải quyết đối thủ ở hai hiệp phụ thì khả năng chiến thắng sẽ cực kỳ cao. Song nhìn cái cách mà bốn hậu vệ Việt Nam vẫn để cho Muslihuddin tung ra cú kết thúc ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ thành Quan Văn chuẩn ở thời khắc quyết định của trận đấu thì nếu trận đấu được kéo vào hiệp phụ kết quả cũng không thể khác đi được bởi U22 Indonesia xứng đáng có mặt ở trận chung kết SEA Games 32 hơn nhiều. Khi tấm màn nhung buông xuống khi may mắn không còn là người bạn đồng hành của huấn luyện viên chưa dơ cùng các học trò, có lẽ nên bắt đầu lo cho tương lai của bóng đá Việt Nam đi là vừa. Khi các cầu thủ thì cứ mãi non kinh nghiệm, còn huấn luyện viên thì đây là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận sai số. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp với các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng đá 365 nhé.